Tử vi năm 2024 tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam mạng, sự nghiệp tài lộc ra sao? May mắn giàu có hay vẫn nghèo mạt kiếp? Hoan hỉ chào đón quý vị thân thương tiếp tục đồng hành cùng Đại Phú Quý trong chuyên mục Tử vi năm 2024 của 12 con giáp ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn. Nếu như không thể giàu có, sung túc như bao người thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ tới lớn luôn gặp nhiều khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói khổ tận cam lai. Con người không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định. Theo Đại Phú Quý, bước sang năm 2024, năm Giáp Thìn, có nhiều con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nhưng đặc biệt là với tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 nam mạng, sự nghiệp có thu hoạch đáng kể. Thậm chí, nếu làm tốt, còn có điểm báo về quyền lực, thăng chức, tăng thưởng là điều hoàn toàn trong tầm tay. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh trong suốt một năm vừa qua, thì cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Vậy cụ thể, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và gia đạo, sức khỏe của con giáp này có biến động ra sao? Xin mời quý ông tuổi Giáp Thìn cùng Đại Phú Quý theo dõi video ngày hôm nay để nắm được thông tin. Tử vi năm 2024 tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 nam mạng, sự nghiệp tài lộc ra sao, may mắn, giàu có hay vận nghèo mạt kiếp. Sơ lược là số tử vi năm 2024 nam mạng Giáp Thìn năm 1964. Sao kỳ đô, hạn địa võng, vận niên là ngưu hồi sơn. Mạng hỏa gặp hỏa bình hòa, thiên can giáp gặp năm giáp bình hòa, địa chi thìn gặp năm thìn bình hòa. Sông nhà hợp các tuổi sinh năm 1959, năm 1960, năm 1961, năm 1968, năm 1969, năm 1977. Xuất hành ngày mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2024, nam mạng 61 tuổi. Khởi hành vào các khung giờ từ 23 giờ đến 1 giờ, từ 1 giờ đến 3 giờ, từ 7 giờ đến 9 giờ, từ 11 giờ đến 13 giờ, từ 13 giờ đến 15 giờ, từ 19 giờ đến 21 giờ. Xuất hành về hướng Đông Nam để đón tài thần. Màu sắc hợp các màu xanh lục và xanh lá. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 nam mạng. Tử vi nam Giáp Thìn năm 2024. Tuổi Giáp Thìn nam mạng có ngày sinh dương lịch từ ngày 13 tháng 2 năm 1964 đến ngày 1 tháng 2 năm 1965, cầm tinh con rồng. Thiên can giáp kết hợp với địa chi thìn mang ý nghĩa phục đầm chi lâm, rồng ẩn ở đầm. Nữ Giáp Thìn sinh năm 1964 mệnh hỏa, phú đăng hỏa. Năm 2024 này là năm Giáp Thìn trùng với năm tuổi của mệnh chủ. Vì vậy, tất cả các yếu tố về thiên can, địa chi, ngũ hành bản mệnh đều được bình hòa. Điều này dự báo một năm thuận lợi, ổn định với nam Giáp Thìn sinh năm 1964. Tổng quan năm 2024 của Giáp Thìn nam mạng có nhiều chuyển biến tích cực. Mệnh chủ có cơ hội thực hiện những mong muốn, khát vọng của mình, gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Tuy vậy, trong năm này, mệnh chủ cũng dễ vướng phải thị phi, tai tiếng nếu cư xử nóng vội, không đúng chuẩn mực, để các mối quan hệ được hòa hợp. Năm mệnh chủ hãy lấy sĩ hòa vi quý làm phương châm sống. Thứ hai, luận giải tử vi tuổi Thìn, sinh năm 1964, năm 2024 nam mạng trên các phương diện. Xem tử vi năm 2024, chi tiết dành cho nam mạng tuổi Giáp Thìn dựa trên các phương diện, công việc, tài chính, gia đạo và sức khỏe. Thứ nhất, công việc và sự nghiệp. Trong 12 con giáp, người tuổi Thìn có nhiều ước mơ, hoài bão, sống phóng khoáng và tốt bụng. Tuổi này khi làm việc sẽ cố gắng hết mình, sẵn sàng đón nhận thử thách, thích là người tiên phong trong việc gì đó. Năm 2024 tới, Giáp Thìn nam mạng hãy giữ năng lượng tích cực của mình trong công việc. Tuy nhiên, mệnh chủ nên hướng tới các phương án an toàn thay vì mạo hiểm. Như vậy cũng là để bảo vệ những thành quả mà trước đó nam Giáp Thìn đã gây dựng được. Thứ hai, tài chính. Nam Giáp Thìn sẽ không phải lo lắng nhiều về tình hình tài chính trong năm này nếu biết thu chi hợp lý. Ở độ tuổi này, mệnh chủ cũng nên có những khoản tiết kiệm
dự trù cho tương lai, sống giản dị để có tiền dư giả mỗi tháng, tránh những khoản vay mượn không cần thiết. Sống giản dị, khiêm tốn là đức tính đáng quý của con người, đặc biệt là trong đời sống vật chất như hiện nay. Nếu duy trì được điều đó thì nam tuổi Giáp Thìn sẽ có cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Thứ ba, tình duyên và gia đạo. Năm 2024 này, nam tuổi Giáp Thìn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình của mình. Là người lớn tuổi trong nhà, mệnh chủ luôn cư xử đúng mực, làm gương cho con cháu. Chính vì vậy, Giáp Thìn nam mạng nhận được rất nhiều sự tôn trọng, quý mến từ người thân xung quanh. Mệnh chủ là người ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho con cháu. Thời gian tới sẽ là lúc nam Giáp Thìn cần giải bày tình cảm nhiều hơn để tình cảm gia đình được mặn nồng, gắn kết. Thứ tư, sức khỏe. Muốn có một sức khỏe tốt trong năm 2024, nam mạng tuổi Giáp Thìn cần duy trì thói quen sống lành mạnh, ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục thể thao. Năm này, nếu cơ thể không khỏe hoặc thay đổi bất ngờ, thì mệnh chủ nên thăm khám kịp thời, chớ nên chủ quan. Thứ ba, tử vi sao hạn nam mạng tuổi Giáp Thìn năm 2024. Những thông tin về sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên, cách hóa giải sao hạn, vật phẩm phong thủy cho nam Giáp Thìn trong năm 2024 sẽ được luận giải trong phần dưới đây. Thứ nhất, sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi Giáp Thìn có sao kế đô chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu tinh quân, kế đô là hung tinh chủ về hao tốn tiền bạc, thị phi trong gia đình, các mối quan hệ. Người gặp sao hạn này muốn tránh thị phi thì phải khiêm tốn, dĩ hòa vi quý, không khoe khoang, hiếu thắng. Gặp người không cùng quan điểm thì không nên tranh luận nhiều. Nếu biết lắng nghe nhiều hơn thì mệnh chủ sẽ tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Thứ hai là vận hạn. Trong năm 2024, tuổi Giáp Thìn nam mạng gặp hạn địa võng. Đây là vận hạn chủ về mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Người gặp hạn này nếu như giữ được bình tâm, sáng suốt thì sẽ tránh được thị phi. Mọi chuyện xảy ra nếu không có cái nhìn sâu sắc, đa chiều thì khó phân biệt được đúng sai. Trên đời này có người tốt cũng có người xấu, có thương cũng có ghét. Vì thế nếu gặp chuyện thị phi thì cứ xem như gió thoảng mây bay, không nên để tâm nhiều. Thứ ba là vận niên. Vận niên ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi non. Về núi tuy không nhiều cỏ nhưng có cây cối và muôn loài, không phải cày kéo cho con người. Gặp vận niên này thì nam tuổi Giáp Thìn cẩn trọng trong việc làm ăn và buôn bán. Công việc phải có kiến thức, hiểu biết thì mới bắt tay làm. Đặc biệt khi hợp tác làm ăn cũng nên nhìn người tử tế, ngay thẳng để kết giao. Thứ tư, hóa giải sao hạn. Muốn hóa giải sao hạn, Giáp Thìn nam mạng nên tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức, giúp đỡ người khác. Như vậy sẽ tạo được nhiều phước lành cho bản thân và con cháu đời sau. Người làm nhiều việc thiện phúc tuy chưa đến nhưng họa đã đi xa. Người làm việc ác, họa tuy chưa đến nhưng phúc đã đi xa. Ngoài ra tuổi Giáp Thìn có thể thực hiện lễ cúng dừng sao giải hạn sao kế đô. Nghi lễ này được thực hiện một lần vào đầu năm tại chùa hoặc tại gia. Khi tham dự không cần chuẩn bị lễ vật quá cầu kỳ, quan trọng nhất là tấm lòng thành của gia chủ. Thứ năm, vật phẩm phong thủy. Để cầu bình an và sức khỏe, may mắn trong năm 2024 này, nam mạng tuổi Giáp Thìn có thể đeo mặt vật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Nam mạng tuổi Giáp Thìn được Phật Phổ Hiền Bồ Tát độ mệnh, đeo mặt Phật Phổ Hiền ở bên mình để cầu bình an, hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, hợp mặt vật Phổ Hiền đá mã não đỏ, tương hợp, hoặc mặt vật Phổ Hiền đá thạch anh xanh, tương sinh. Ngoài ra, mệnh chủ có thể đeo vòng tay trầm hương để cải thiện sức khỏe và tâm trạng. Bởi tinh dầu trầm hương có tác dụng cân bằng cảm xúc, mang tới sự thoải mái, dễ chịu cho người đeo. Thứ tư, phong thủy may mắn tuổi Giáp Thìn, năm Giáp Thìn năm 2024. Các yếu tố phong thủy may mắn cho năm Giáp Thìn trong năm 2024 sẽ được tổng hợp trong phần dưới đây. Thứ nhất, chọn người hợp tuổi để xông nhà. Xông nhà đầu năm là tập tục cầu may mắn trong năm mới, thể hiện nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt. Người xưa tin rằng, vị khách đầu tiên tới chúc Tết nếu hợp tuổi chủ nhà thì sẽ mang tới nhiều may mắn và phước lành. Đối với những chủ nhà tuổi Giáp Thìn, khi xem tuổi xông nhà thì nên chọn con giáp tuổi Thân, tuổi Tý, tam hợp là Thân, Tý và Thìn, hoặc tuổi Sậu, nhị hợp là Thìn và Sậu. Ngoài ra mệnh chủ cũng có thể chọn người mệnh mộc đến xông nhà đầu năm. Cụ thể
vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024, nam Giáp Thìn hợp với những người tuổi sau. Tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Xuất hành đầu năm 2024, ngày 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, xuất hành hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón thủy thần, chọn các khung giờ hoàng đạo để khởi hành, từ 3 giờ đến 5 giờ, từ 7 giờ đến 9 giờ, từ 9 giờ đến 11 giờ, từ 15 giờ đến 17 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ. Thứ 3, khai xuân, khai trương và mở cửa hàng. Khai bút đầu xuân, khai xuân mở hàng là tập tục rất quen thuộc đối với người Việt Nam ta. Đây là nét đẹp cổ truyền được gìn giữ và lưu truyền tới ngày nay, thể hiện sự mưu cầu của mọi người về một năm mới may mắn, tốt lành. Những em học sinh, sinh viên, nhà báo khai bút đầu xuân để cầu thi cử thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Nông dân, ngư dân và người làm tự do khai xuân mở hàng để cầu mùa màng bội thu, làm ăn thuận lợi. Trong năm 2024 này, quý bạn chọn các ngày đẹp sau để khởi sự: ngày mùng 2, ngày mùng 4, ngày mùng 7 tháng riêng âm lịch. Những người kinh doanh làm ăn và buôn bán thì chọn những ngày đẹp sau để khai trương mở hàng. Thứ tư, vật phẩm cầu tài lộc và may mắn. Hai vật phẩm phong thủy cầu tài lộc như ý, sự nghiệp hành thông trong năm 2024 mà nam tuổi Giáp Thìn có thể sử dụng là mặt Phật Di Lặc và vòng tay Tỳ Hưu. Trong phong thủy, Phật Di Lặc là biểu tượng của sự giàu sang sung túc, phước báo tròn đầy. Đeo mặt Phật Di Lặc bên mình để cầu sự nghiệp thăng tiến, công danh sáng lạn, trí tuệ sáng suốt. Nam tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa hợp với mặt Phật Di Lặc đá mã não đỏ tương hợp hoặc mặt Phật Di Lặc đá mã não xanh tương sinh. Ngoài ra, những người làm ăn kinh doanh, buôn bán có thể đeo vòng tay Tỳ Hưu. Đây là linh vật phong thủy mang sức mạnh rất lớn, được ví như nam châm hút tiền để cầu làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, quý nhân phù trợ. Thứ năm, giải đáp các câu hỏi thường gặp về tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 nam mạng. Thứ nhất, sinh năm 1964, bao nhiêu tuổi năm 2024? Theo tuổi dương, tuổi Giáp Thìn nam mạng trong năm 2024 được 60 tuổi. Theo tuổi âm, tuổi Giáp Thìn nam mạng trong năm 2024 được 61 tuổi. Thứ hai, nam sinh năm 1964, năm 2024 sao gì? Năm 2024, nam tuổi Giáp Thìn có sao Kế Đô chiếu mệnh, sao này chủ về tai tiếng, mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Thứ ba, tuổi Giáp Thìn năm 2024 xây nhà được không? Năm 2024, nếu muốn làm nhà thì nam mạng tuổi Giáp Thìn có thể tiến hành xây dựng. Xét tuổi của mệnh chủ trong năm Giáp Thìn phạm tam tai nhưng không phạm kim lâu, không phạm hoàng ốc, vì thế có thể tiến hành xây nhà bình thường. Thứ tư, tuổi Giáp Thìn năm 2024 hợp màu gì? Năm 2024 tuổi Giáp Thìn nam mạng hợp màu xanh lục, xanh lá, màu thuộc hành mộc. Nam sinh năm 1964 mệnh hỏa, hợp các màu thuộc hành hỏa và hành mộc. Riêng trong năm 2024, mệnh chủ hợp nhất với màu của hành mộc, vì những màu này tương sinh với mệnh hỏa của nam Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, năm 2024 nam mạng. Những thông tin trên nhằm giúp độc giả tham khảo và có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống muôn màu. Phật dạy rằng hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm mỗi người mà ra. Dứt bỏ nóng giận, triệt từ kiêu căng thì không bao giờ đau khổ, phiền não. Muốn được cuộc sống an nhiên, con người phải tu tâm dưỡng tính, buông bỏ sân si, sống từ bi hỷ xả. Quý anh chị và các bạn thân mến, mỗi người chỉ được sống và tận hưởng cuộc sống một lần, vậy tại sao chúng ta phải sống với những u buồn và phiền não? Hãy luôn giữ cho mình một thái độ sống tích cực để đón nhận trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống này. Thái độ sống tích cực là việc con người luôn suy nghĩ tích cực, cảm nhận được niềm vui, những điều ý nghĩa của cuộc sống. Người có thái độ sống tích cực cũng là những người sống lạc quan. Người lạc quan là những người luôn vui vẻ, biết tìm kiếm niềm vui, niềm hạnh phúc cho cuộc sống, luôn yêu đời và thấy cuộc đời đáng sống. Bên cạnh đó, người có thái độ sống tích cực là những người sống có kế hoạch, mục tiêu, lý tưởng sống cho bản thân. Họ biết hài lòng về những gì bản thân mình đang có,
cố gắng, nỗ lực vươn lên để bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Trước mỗi khó khăn, thử thách, người có thái độ sống tích cực luôn giữ vững được tinh thần, tìm cách vượt qua một cách tốt nhất. Thái độ sống tích cực mang đến vai trò, lợi ích to lớn đối với con người. Nó giúp con người sống vui vẻ hơn, tận hưởng được nhiều vẻ đẹp hơn của cuộc sống, giúp cho cuộc sống muôn màu sắc hơn. Người có thái độ sống tích cực luôn truyền được năng lượng tích cực cho người khác. Ngoài ra, thái độ sống tích cực vô cùng quan trọng, cùng với ý chí lạc quan sẽ giúp con người đến gần với thành công hơn. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn có nhiều người tiêu cực, bi quan, mất niềm tin vào cuộc sống. Khi đứng trước khó khăn thử thách, không dám đương đầu hoặc luôn chán nản mà gục ngã, những người này cần thay đổi thái độ sống của mình nếu muốn cuộc sống trở nên tích cực và tốt đẹp hơn. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã lắng nghe bài phân tích về tử vi năm 2024 của anh chị tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 Nam Mạng. Phần tử vi này đều được luận giải bởi các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2024 và những tháng trong năm này về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp và con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Đại Phú Quý rất vui được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.